Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bí quyết tu đạo: tiết thực quả dục. Vạn Phật Thành ngày mùng 9 tháng 5 năm 1982. Thế giới có thành, trụ, hoại, không. Loài người có sinh, lão, bệnh, tử. Đó là đạo lý tự nhiên. Các vị nên hiểu rõ đạo lý này. Thành tức rồi sẽ trụ, rồi sẽ hoại, rồi sẽ không. Sinh rồi sẽ già, rồi sẽ bệnh, và rồi sẽ chết. Nếu chẳng có thành thì chẳng có trụ. Nếu chẳng có hoại, chẳng có không. Nếu không có sinh thì cũng không có lão, không có bệnh, không có tử. Song nếu ta dùng vọng tưởng chấp trước để phân biệt chuyện này, thì dù phân biệt đến hết mấy đại kiếp cũng không phân biệt rõ ràng được. Phân biệt bao nhiêu cũng là hồ đồ, vừa mới hiểu rõ được một chút thì lại hồ đồ, thế nên ở mãi trong vòng luân hồi, không thoát ra được. Nếu muốn thoát luân hồi, phải đả phá cái đạo lộ si mê vọng tưởng này, thì tu hành mới thành đạo. Chứng ngộ bổn lai Phật quả, xưa nay vốn chẳng đi, chẳng đến, chẳng dơ, chẳng sạch, cũng không tăng, không giảm, cũng không sinh, không diệt, chẳng có gì là âu sầu, phiền não. Tất cả những thứ ngũ trược, lục trược đều chẳng có. Song loài người không biết buông bỏ cái giả, nên không nắm được cái chân thật. Nên nói rằng, xả bất liễu giả, thành bất liễu chân, xả bất liễu tử, hoán bất liễu sanh. Nghĩa là, không vứt bỏ cái giả, sao có được cái thật, không buông xả cái chết, sao đổi thành cái sống. Nếu không kiềm chế tánh hư vọng cuồng dại, thì trí huệ chân chính không bao giờ xuất hiện được, tự tánh bị che đậy bởi vô minh. Vô minh có hai kẻ giúp đỡ, có hai tên làm kế hoạch, bọn chúng là gì? Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp, một cái gọi là thực dục, một cái gọi là sắc dục. Hai thứ này giúp đỡ cho vô minh làm đủ thứ chuyện xấu, cho nên sách Nho có nói rằng, thực sắc tánh dã, nghĩa là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh của chúng sinh vậy. Song mình phải biết tại sao vô minh chẳng phá được, tại sao phiền não cũng không đoạn được, trí huệ tại sao không chẳng hiện, đó chính là do mình có lòng tham ăn, lòng háo sắc. Ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng lại làm tăng trưởng vô minh. Con người sinh ra thì biết ăn, con nít sinh ra là biết uống sữa, không có sữa thì nó khóc, uống rồi lại muốn thêm nữa. Đúng vậy, lòng tham này mới sinh ra đã có, sau khi có lòng tham ăn rồi thì sinh ra lòng tham sắc. Con trai thì ham nữ sắc, con gái thì ham nam sắc, quyến luyến nhau, ham muốn không chịu buông bỏ, không thể nhìn suốt được. Ăn uống bao nhiêu thứ tinh hoa đều biến thành tinh, hết tinh mà sung mãn thì sinh ra lòng sắc dục, cho nên người xưa nói rằng, bão noãn tư dâm dục, cơ hàn khởi đạo tâm, nghĩa là no ấm thì nghĩ chuyện dâm dục, đói lạnh mới khởi lòng trộm cắp. Khi ăn no rồi, con trai nghĩ đến con gái thì nghĩ đến con trai, chỉ có khởi dục niệm này. Khi nghèo thì nghĩ cách trộm cắp, cũng vì để có đồ mà ăn, ăn rồi tình dục lại khởi lên. Thế nên, hễ ăn có đủ chất dinh dưỡng, mập mạp, vì nộn rồi thì lại chỉ khởi lòng dâm. Con người trước tiên là khởi lòng tham ăn, muốn ăn thật ngon miệng, muốn ăn để thân thể cường tráng. Xong ăn ít thì không đủ, mà ăn nhiều làm sao thỏa mãn được lòng tham. Cho nên người ta chết vì sắc, vì thực. Nếu vô minh không có thực và sắc toa dập thì chẳng có thể tác hại được ai. Người xuất gia ăn đồ càng dở càng tốt, không có dinh dưỡng thì lại càng tốt nữa. Thế nên, đối với vấn đề ăn uống, đừng có quá coi trọng. Ăn là để duy trì mạng sống mà hành đạo, không cần phải có quá nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cũng không ăn những đồ hư hoại, khiến cho cơ thể sinh bệnh. Đó là thực hành trung đạo. Tôi rất cảm phục một người ở Đài Loan, vị đó tức là Thủy Quả Hòa Thượng. Ngài không ham tiền, cũng không ham sắc. Ngài chẳng thèm nhìn đến những phẩm vật người ta cúng dường Ngài. Đó là việc mà kẻ phàm phu không làm được. Bởi vì không ai có thể buông bỏ được lòng tham, thậm chí còn coi tiền tài như tánh mạng. Nhưng Ngài thì rất thanh thoát, coi nhẹ tiền tài, lễ vật chất đống một chỗ, ai muốn lấy gì thì lấy, Ngài không để ý tới, và để cho đồ đệ muốn ăn cắp bao nhiêu tiền cũng được. Những kẻ ăn cắp sau này đều hoàn tục. Các vị thấy đó, phải chăng sau đó Ngài đã quản lý tiền một cách chặt chẽ hơn? Không phải vậy đâu. Không những Ngài không quản lý tiền bạc, mà ngay đến nhìn, Ngài cũng không thèm nhìn nữa. Các vị coi định lực của Ngài cao như thế nào. Ngài chỉ ăn trái cây, đậu phụng, không ăn những thức nào có mùi vị hay đồ nấu, xào, luộc, bởi vì Ngài không nhập theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cho nên chứng được sơ quả A-la-hán. Ngài tu hành cảm ứng rất lớn, nên Ngài thường bảo hộ Đài Loan này. Có người nhận ra được Ngài là ai, nhưng cũng có người chẳng biết được đức hạnh của Ngài, do đó nhục mạ Ngài, gọi Ngài là Á Dương Tăng, tức là ông thầy ngu dốt. Năm nay, thân thể Ngài yếu đi, nên Ngài chỉ ăn một chút cháo, xong có kẻ lại phỉ báng, nói rằng Ngài đọa lạc rồi. Kỳ thật, những người đó không hiểu được và họ đã sai lầm. Ăn hay không ăn cháo là chuyện của Ngài, tại sao phải tìm cách soi mói Ngài? Nếu như ai ai cũng tu hành như Lão Hòa Thượng Thủy Quả, chẳng tham, chẳng nhiễm, thì Phật giáo nhất định ngày càng sáng tỏ và phát triển, chánh Pháp sẽ trụ thế. Ngài đã làm tôi hết sức hoan hỉ, là vị đồng tu đồng đạo, hợp với tôi lắm vậy. Không thể nói rằng tất cả ở Vạn Phật Thành này đều tốt đẹp, đều là Phật Pháp cả, song mọi người ở đây đều y chiếu Phật Pháp mà thi hành, không chú trọng đến chuyện ăn ngon, mặc đẹp, ở tốt, họ chỉ chú trọng làm sao duy trì cái thân tứ đại giả hợp này để sống là đủ rồi. Nhu yếu của chúng ta là Pháp, là mùi vị Pháp vô thượng. Thế nên, mỗi ngày ở Vạn Phật Thành đều có giảng kinh thuyết Pháp. Lúc nghe kinh thì cần phải dũng mãnh tinh tấn, hết lòng mà nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, đừng lười biếng. Các vị nghe giảng kinh không phải là vì sư phụ, mà nghe là vì mình mà nghe. Nếu các vị chuyện gì cũng biết thì không cần phải nghe, song không phải chuyện gì các vị cũng biết cả. Những điều mình biết là thứ thế trí biện thông, thứ thông minh có thể biện biệt, thấu đạt chuyện đời của kẻ phàm phu. Học Phật Pháp tức là vì mình mà học, không phải là vì sư phụ hay là vì các người khác mà học. Các vị hãy ghi nhớ, đừng để cho thời gian trôi qua vô ích, rồi sau đó có hối tiếc thì đã trễ. Ha ha ha,